Kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình Toàn cảnh 24 giờ do Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh VTV9 thực hiện. Sau đây là những thông tin đáng chú ý mà chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị trong chương trình hôm nay, thứ hai ngày 27 tháng 2 2017. Vấp phải nhiều ý kiến trái chiều, barrier trên vỉa hè ở Thành phố Hồ Chí Minh đã được điều chỉnh. Biển Đà Nẵng có màu đỏ là do trứng ruốc. Người dân Sóc Trăng bất an với mô hình nuôi chim yến trong khu dân cư. Kiên Giang bắt tạm giam em rể hiếp dâm chị vợ. Bà Gan, một trong những nơi ngắm bình minh đẹp nhất thế giới. Tiêu điểm mỗi ngày của chương trình hôm nay là phóng sự giải cứu chuối cho nông dân chỉ là giải pháp tạm thời. Sáng nay, Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã điều chỉnh lại hệ thống barrier thí điểm trên một số tuyến đường ở quận Nhất theo đề nghị của Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Lê Văn Khoa sau khi có nhiều ý kiến trái chiều về việc này. Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện việc điều chỉnh những vị trí lắp đặt barrier có 2 hoặc 3 thanh inox chắn trên vỉa hè và nằm so le nhau như trước đây được thay thế bởi một thanh inox cao khoảng 20 cm theo chiều ngang trên vỉa hè các tuyến đường Lý Tự Trọng, Nguyễn Bình Khiêm, Pasteur. Theo Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh, đơn vị tiếp tục nghiên cứu thêm một số thiết kế mới để điều chỉnh cho phù hợp, ví dụ như nâng cao khoảng cách của barrier lên tầm ngang thắt lưng, tăng phản quang cảnh báo. Thưa quý vị, sáng nay hiện tượng trứng ruốc lại xuất hiện tại khu vực biển Nguyễn Tất Thành, đoạn của quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Theo ghi nhận, hiện tượng trứng ruốc này lan rộng khoảng 100 m², sóng biển đưa vào bờ là những bột màu đỏ đọng trên cát. Nhiều người dân sống tại khu vực này cho biết, hiện tượng xuất hiện từ 26 tháng 2 đến sáng ngày 27 tháng 2 vẫn còn dập dìu ngoài biển không mất đi. Thấy nước màu đỏ, nhiều người dân và du khách không dám xuống tắm biển. Một số người đã gọi điện thoại đến Chi cục Quản lý Môi trường thành phố Đà Nẵng để phản ánh. Qua quá trình đo đạc, xác định đây là hiện tượng trứng ruốc gây ra. Trước đó, ngày 24 tháng 2, tại thành phố Đà Nẵng, hiện tượng trứng ruốc cũng đã xuất hiện tại khu vực bán đảo Sơn Trà. Để phục vụ cho công trình kè bờ biển thị trấn Vạn Giả, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa, nhiều hộ dân tại đây đã phải giải tỏa và được di dời đến khu tái định cư Tân Đức Đông. Tuy nhiên, từ khi đến ở tại khu tái định cư này đến nay đã gần 5 tháng, các hộ dân đang bức xúc vì không có nước sinh hoạt. Trước tình hình nêu trên, nhiều hộ dân đã phải khoan giếng lấy nước dùng nhưng cũng không sử dụng được vì nước giếng bị nhiễm phèn nặng. Vì vậy, không còn cách nào khác, bà con phải mua từng kè nước. Chi phí này cộng vào hàng tháng cũng không phải là nhỏ đối với người dân mà hầu hết đều là ngư dân làng biển. Dù đã bị hư hỏng nặng nhưng nhiều năm qua, tuyến đường DT304 đoạn Minh Hưng Đồng Nơ nối liền thị xã Bình Long và huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước vẫn chưa được đầu tư sửa chữa. Người dân đang phải chịu đựng từng ngày những bất tiện và sự nguy hiểm trên tuyến đường này. Vì nhà nằm ở vị trí bị hư hỏng nặng nhất của tuyến đường nên lúc nào gia đình bà Trịnh Thị Niên cũng chứng kiến nhiều vụ tai nạn xảy ra ngay trước cửa nhà. Trong khi đường đã không được đầu tư nâng cấp sửa chữa, lại còn phải gánh chịu sức nặng của nhiều loại xe tải trọng lớn thường xuyên qua lại, nên việc ô nhiễm hư hỏng mặt đường càng thêm trầm trọng. Tuyến đường dài khoảng 11 km từ ngã ba Ba Hòn đến xã Bình An thuộc huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang, mỗi ngày có hàng trăm lượt xe ben chở vật liệu xây dựng, đất đá hoạt động suốt ngày đêm. Với tần suất hoạt động như thế này thì xe ben đang là nỗi ám ảnh của người dân tham gia giao thông trên tuyến đường này. Không khó để nhận ra tình trạng ô nhiễm, khói bụi bay mù mịt che khuất tầm nhìn giao thông trên tuyến đường này. Vì xe ben hoạt động quá mức cũng đã làm cho con đường xuống cấp trầm trọng. Ngành chức năng cũng như địa phương cũng nhiều lần sửa chữa, lấp vá nhưng cũng đâu vào đấy. Người dân cho biết khi di chuyển mà gặp các xe ben chở vật liệu là phải tấp vào lề nhược đường. Thậm chí có những lúc xe ben này chạy với tốc độ cao, chèn ép các xe khác, gây nên nỗi lo sợ ám ảnh cho mọi người. Những ngày gần đây, trước thông tin dịch cúm gia cầm xuất hiện tại Bạc Liêu, nhiều người dân ở thành phố Sóc Trăng luôn cảm thấy bất an trước tình trạng chim yến được nuôi ngay trong khu dân cư. Theo thống kê của trạm chăn nuôi thú y thành phố Sóc Trăng, trên địa bàn hiện có 10 hộ nuôi chim yến với tổng đàn ước hơn 10.000 con và là bà con nuôi tự phát. Đang trong những ngày mà những cảnh báo về tình hình dịch cúm gia cầm, các ngành chức năng cũng chỉ có thể nhắc nhở người nuôi theo dõi đàn chim, nếu xuất hiện hiện tượng chim chết phải báo ngay cũng như làm tốt việc vệ sinh nhà nuôi yến. Tuy nhiên, những hệ lụy từ việc nuôi chim yến ngay trong khu dân cư đã ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của người dân. Theo lệ của đồng bào Cơ Tu ở vùng núi cao huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam, hễ làng có người ốm đau thì phải làm lễ cúng giàn, bệnh nhẹ thì giết một con gà, bệnh nặng thì phải làm thịt cả con heo để cúng. Nhưng riêng ở làng Bút Nhót, xã Sông Côn từ nhiều năm nay đã không còn diễn ra hủ tục lạc hậu như vậy nữa, bởi buôn làng đã có già làng A Tinh Cao Tinh, người thầy thuốc chuyên khám chữa bệnh miễn phí cho đồng bào.
Mỗi khi có bà con đến khám chữa bệnh, già làng Cao Tin luôn cứu chữa tận tình bất kể sớm khuya tại phòng khám nhỏ này. Bằng uy tín và kiến thức điều trị bệnh của mình, già Cao Tin luôn nhận được sự yêu thương, tin tưởng không chỉ của bà con trong thôn bản mà còn của mọi người ở các địa phương lân cận. Hơn 50 năm gắn bó với nghề y, hình ảnh người râu tóc bạc phơ đã trở nên quen thuộc với đồng bào Cơ Tu ở những bản làng xa xôi của huyện Đồng Giang. Với những đóng góp của mình, già làng A Tin Cao Tin đã nhận được nhiều phần thưởng cao quý của các cấp ngành. Nhưng có lẽ phần thưởng lớn nhất với già chính là lòng tin để góp phần xóa bỏ hủ tục lạc hậu trong đồng bào. Thưa quý vị, sau thời gian lao đao vì giá giảm mạnh còn 2.000 đồng đến 3.000 đồng một kg, một thông tin vui đến với những người nông dân trồng mận tại huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp là công ty Vineco thuộc tập đoàn Vingroup đã ký kết hợp đồng tiêu thụ mận cho bà con. Cụ thể, từ đầu tháng 2 đến nay, công ty đã thực hiện bao tiêu hơn 10 tấn mận cho một số nhà vườn. Giá mỗi ký mận được bao tiêu là 10.000 đồng, cỡ trái từ 60 gram trở lên. Tuy nhiên, mận được test nhanh để kiểm tra dư lượng thuốc bảo vệ thực vật và phân bón, nhằm loại ra những sản lượng có dư lượng vượt mức cho phép. Hiện tại, huyện Lai Vung có khoảng 100 hectare trồng mận với hai loại mận An Phước và mận Đá Đường. Trong đó, số diện tích được bao vườn khoảng 17 hectare thuộc tổ hợp tác trồng mận xã Phong Hòa. Tính đến hết ngày 26 tháng 2, sau 5 ngày thực hiện phong trào giải cứu chuối cho bà con nông dân huyện Xuyên Mộc, tỉnh đoàn Bà Rịa Vũng Tàu đã giúp tiêu thụ được 25 tấn chuối. Cũng qua sự kiện này nên các thương lái đã trả giá mua cao hơn cho bà con nông dân. Phong trào đã kêu gọi các thành huyện đoàn lực lượng đã đến tận vườn thu mua cho bà con với giá 4.000 đồng một ký. Trong đó, ưu tiên mua giúp cho những hộ nông dân nghèo khó khăn trước. Anh Nguyễn Công Thành, Phó Bí thư Thành đoàn thành phố Vũng Tàu cho biết, bằng nhiều kênh thông tin quảng bá kêu gọi trước đó nên gần 6 tấn chuối mua về tính riêng trong 2 ngày 26 và 27 đã bán rất nhanh với giá là 6.000 đồng một ký. Được biết trên địa bàn Xuyên Mộc có khoảng 70 hecta trồng chuối với sản lượng hàng chục tấn mỗi hecta. Nhiều doanh nghiệp cá nhân cũng như người dân cũng đến mua ủng hộ. Thương lái thì đã mua chuối của bà con nông dân giá cao hơn khoảng 2.200 đồng một ký. Thưa quý vị và các bạn, sau vô số những phi vụ giải cứu hành tím ở Sóc Trăng, khoai tây và cà chua ở Lâm Đồng, dưa hấu ở Quảng Ngãi, thanh long ở Bình Thuận, nay lại đến lượt chuối cấy mô ở Đồng Nai đang được Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh và các cư dân cộng đồng mạng kêu gọi nhau chung tay giải cứu. Nhìn về mặt xã hội, việc giúp nông dân tiêu thụ nông sản để giảm bớt thua lỗ, thoát tình trạng bị thương lái ép giá là cử chỉ đẹp, hành động rất nhân văn của người dân. Nhưng đằng sau chuyện giải cứu nông sản đã bộc lộ quá nhiều bất ổn và cần có giải pháp dài hơi cho nông sản Việt Nam. Theo thống kê của Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Đồng Nai, toàn tỉnh hiện có trên 6.550 hectare chuối. Trong đó, diện tích chuối cấy mô chiếm hơn 1.700 hectare. Vào thời điểm thu hoạch, giống chuối cấy mô chín rất nhanh. Trong khoảng 10 ngày, nếu không xuất bán kịp, sẽ chín vàng, chỉ có thể đem bán chợ hoặc bỏ. Gần một tháng nay, giá chuối bán tại vườn dao động từ 500 đồng đến 2.000 đồng một ký tùy loại. Trong khi cùng thời điểm này năm trước, lên tới 13.000 đồng một ký. Giá chuối thấp hơn giá thành thuê công nhân thu hoạch chuối nên nhiều vườn đành bỏ cho chuối chín ruột ngoài vườn. Chuối chín thì giờ mình cho bà con, cho dê nè, cho heo đồ ăn nè. Nếu mà người nào mà trồng nhiều á, nếu mà nó dỗ ngay cái lúc Tết á, thì có thể một nhà nó bị dính vài tấn. Giống đối với gia đình mình thì cũng bị chắc cũng khoảng 3 tấn ấy. Nguyên nhân giá chuối giảm mạnh do nông dân đổ xô trồng chuối cấy mô, trong khi loại chuối này chỉ có thể xuất sang thị trường Trung Quốc chứ không sấy khô như các giống chuối khác. Bên cạnh đó, do trồng manh mún không đạt tiêu chuẩn nên khó tiêu thụ sang các nước khác. Do đó, khi Trung Quốc ngừng thu mua, người dân không tìm được đầu ra, chỉ còn cách đổ bỏ cho gia súc ăn. Do năm nay, do chuối Trung Quốc nhiều lắm. Người ta đầu tư bài bản, có kỹ thuật, chứ không phải như mình ở đây làm nhỏ lẻ. Những cái nước như Hàn Quốc, Nhật Bản thì người ta ăn chuối, người ta ăn theo đúng cái quy trình của nó, global gap. Người ta không có chịu làm như người dân đây. Trước hoàn cảnh bi đát của người dân trồng chuối, nhiều chiến dịch cứu chuối đã khởi phát. Tiếng súng đầu tiên là chiến dịch chuối nghĩa tình do Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Đồng Nai phối hợp cùng Hội Doanh nhân trẻ phát động bằng việc mua chuối của người dân và mang lên thành phố Biên Hòa, thành phố Hồ Chí Minh bán. Chỉ trong vài ngày phát động, chiến dịch đã được chia sẻ rộng rãi. Chương trình này giải quyết cái chuyện tồn động, chứ nghe nói người ta trồng bán không được, người ta phải chặt bỏ đi công việc đó. Ngoài nhà thì ít người, phải nhiều người thì mua nữa. Mong muốn của Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh không phải là để bán thật là nhiều chuối cho người dân, mà chúng tôi chỉ muốn thông qua cái chiến dịch này để bình ổn giá, để cho thương lái phải thu mua với người dân với cái giá thị trường của giá đúng giá thị trường của nó.
Cách đây 2 năm, khi Trung Quốc thu hẹp diện tích trồng chuối, tạm ngừng nhập khẩu chuối từ thị trường truyền thống từ Philippines vì phát hiện tồn dư thuốc bảo vệ thực vật vượt mức cho phép và đã chuyển sang nhập khẩu từ thị trường Việt Nam. Giá chuối già cấy mồ có lúc được thu mua đến 23.000 đồng một ký. Thế là nông dân đổ xô sang trồng chuối, bất chấp sự can ngăn của các nhà nghiên cứu, quản lý về kinh tế. Trong khi đó, phải 2 tháng tới, Đồng Nai mới vào chín vụ chuối và sản lượng dự tính lên đến hơn 10.000 tấn, và đó là loại nông sản không thể để lâu. Giải pháp của chính quyền lúc này có lẽ cũng chỉ có giải pháp giải cứu kết hợp với các khu công nghiệp, khu chế xuất, đưa chuối vào bữa ăn cho công nhân và tranh thủ liên kết với các siêu thị tăng cường sản lượng bán lẻ. Cái này thì mình cũng sẽ khuyến cáo người dân, tức là nếu mà chưa có thị trường ổn định thì mình không nên mở rộng diện tích. Và chúng tôi phòng kinh tế thì năm nay cũng đã đề nghị Sở Nông nghiệp đó cho xây dựng cánh đồng lớn về chuối từ cái sản xuất đến tiêu thụ. Đấy, trong năm 2017 thì cái này là chúng tôi đang phối hợp để thực hiện viết cái đề án. Sau khi viết đề án thì trình Sở Nông nghiệp. Rồi sau khi trình Sở Nông nghiệp thông qua thì sẽ trình Ủy ban nhân tỉnh phê duyệt dự án, thì có thể nó sẽ được thực hiện trong năm 2018. Lâu nay nền nông nghiệp của Việt Nam sản xuất không theo nhu cầu thị trường, nông dân thấy giá cao là đổ xô vào nuôi trồng mà ít quan tâm đến nhu cầu thị trường như thế nào, bán đi đâu. Nếu không thay đổi được điều này thì vẫn mãi loay hoay trong vòng luẩn quẩn, được mùa mất giá, dội chợ giải cứu. Thưa quý vị và các bạn, các chuyên gia nông nghiệp đã nhiều lần nêu ý kiến phải xây dựng lại chuỗi nông sản có sự gắn bó chặt chẽ của doanh nghiệp và nông dân, doanh nghiệp trong nước với nhà nhập khẩu nước ngoài bằng hợp đồng. Nếu không giải quyết được các vấn đề bất cập đã được nêu trên, câu chuyện giải cứu nông sản sẽ còn tái diễn đến một lúc nào đó, người dân dù hảo tâm đến đâu cũng sẽ ngao ngán mệt mỏi. Và rõ ràng một nền kinh tế không thể vận hành phát triển chỉ bằng lòng tốt, mà cần phải có những chiến lược, định hướng cụ thể trước mắt lẫn lâu dài về vi mô lẫn vĩ mô. Còn tiếp sau đây là những thông tin nóng khác mà chương trình vừa mới cập nhật. Kiên Giang bắt tạm giam em rể hiếp dâm chị vợ. Thành phố Hồ Chí Minh điều tra kẻ ngáo đá giết nhầm người. Sáng nay, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang cho biết vừa bắt tạm giam Đặng Minh Luân, sinh năm 1985, ngụ xã Hòa Điền, huyện Kiên Lương về hành vi hiếp dâm. Biết chị vợ là Trần Thị Kim Cương, sinh năm 1983, ở chung nhà bị thiểu năng từ nhỏ, không có khả năng nhận thức được hành vi, nên vào khoảng 9 giờ ngày 19 tháng 1 năm 2017, sau khi đi làm về, Luân thấy chị Kim Cương đang quét sân, trong nhà lại vắng người nên Luân nảy sinh ý định hiếp dâm chị Cương. Sau đó, y kéo chị Cương vào phòng thực hiện hành vi giao cấu. Đến khoảng 11 giờ cùng ngày, bà Phấn là mẹ vợ của Luân phát hiện hành vi đồi bại của con rể nên đến cơ quan công an trình báo. Hôm qua, Công an quận Tân Phú vừa bàn giao nghi can Nguyễn Văn Quý, 33 tuổi, cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an Thành phố Hồ Chí Minh để điều tra về hành vi giết người sau khi sử dụng ma túy đá. Sự việc xảy ra vào tối ngày 12 tháng 2, Quý có nhờ Hồ Hoàng Phương, 49 tuổi, chở đi tìm bạn để đòi lại xe máy và điện thoại mà người này mượn trước đó. Khi đến trước tiệm game bắn cá nằm trên đường Tân Hưng, phường Tân Quý, quận Tân Phú, thì có nhìn thấy ông Trần Quang Thành, 49 tuổi, ngụ Tân Phú, đang ngồi trên xe gắn máy. Vì đang ngáo đá nên Quý nhầm tưởng ông Thành là kẻ thù của mình. Y liền chạy đến rút dao bấm ra đâm liên tiếp nhiều nhát vào người ông Thành, khiến nạn nhân gục ngay tại chỗ. Sau khi gây án, Quý lên xe bỏ trốn. Ông Thành được đưa vào bệnh viện cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng nên không qua khỏi. Ngày 21 tháng 2, Phương lên cơ quan công an đầu thú, Quý thì bị cơ quan công an bắt giữ khi đang tìm cách bỏ trốn sang tỉnh khác. Chiều hôm qua, Công an huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang vừa triệt phá thành công một tụ điểm đánh bạc dưới hình thức lắc xí ngầu và đá gà ăn thua bằng tiền trong một khu vườn xoài ôm tồm thuộc tổ 14, ấp Tấn Cuối, xã Tấn Mỹ. Hàng chục trinh sát đã vây bắt ổ bạc này vào chiều cùng ngày, bắt quả tang 24 đối tượng đang sát phạt nhau. Tại hiện trường, lực lượng đã thu giữ 8 con gà chọi, 30 cục băng keo, 2 cặp cửa sắt và số tiền trên 41 triệu đồng cùng nhiều xe máy điện thoại di động các loại. Được biết, điểm đá gà trên do Nguyễn Văn Úc Hoàng, tự là Hoàng Max, sinh năm 1971, người địa phương đứng ra tổ chức. Hiện Công an huyện Chợ Mới đang điều tra làm rõ vụ việc. Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đơn vị vừa lập biên bản vi phạm đối với 2 xe tải chở gỗ không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, sau đó bàn giao cho Công an huyện Nam Giang xử lý. Khoảng 3 giờ sáng cùng ngày, khi đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát tại tuyến đường Hồ Chí Minh, đoạn qua địa bàn thị trấn Thạnh Mỹ, Nam Giang, tổ công tác phát hiện 2 xe tải có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra. Trên xe do tài xế Phan Tá Phước, trú huyện Đại Lộc điều khiển.
lực lượng công an phát hiện 2 phách gỗ, 1 bi gỗ tròn, 12 khúc gỗ nu. Xe tải còn lại do tài xế Võ Văn Sinh trú thị xã Điện Bàn điều khiển chở theo 2 phách gỗ lớn, chưa xác định được chủng loại. Một vụ tai nạn xảy ra vào chiều ngày hôm qua trên đường DT747B thuộc phường Thái Hòa, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương giữa 2 xe máy khiến 2 người thương vong. Nạn nhân tử vong là ông Huỳnh Văn Cả, 40 tuổi, quê An Giang. Người bị thương nặng là anh Nguyễn Đức Hảo, 19 tuổi, quê ở Sóc Trăng. Vào thời điểm trên, anh Hảo đi xe máy theo hướng từ Bình Dương về Đồng Nai. Khi vừa qua khỏi ngã tư Miếu Ông Cụ, được khoảng 500m, thì bất ngờ đấu đầu với xe máy của ông Huỳnh Văn Cả điều khiển, chạy theo chiều ngược lại. Cú tông mạnh khiến xe máy của anh Hảo trượt dài về phía trước gần 100m. Cả hai nạn nhân ngã ra đường bị thương nặng. Riêng ông Cả do bị thương nặng nên đã tử vong trên đường đi cấp cứu. Tiếp theo là những thông tin giải trí diễn ra trong 24 giờ qua. Trần Lập, hẹn gặp lại, lời hứa cuối cùng được thực hiện. Bóng ma hột tóc, vở diễn đầu tiên của sân khấu Bình Nhĩ. Bagan, một trong những nơi ngắm bình minh đẹp nhất thế giới. Tối ngày 26 tháng 2, đông đảo nghệ sĩ Việt cùng hàng ngàn tín đồ yêu rock đã cháy hết mình trong từng khoảnh khắc với live show âm nhạc đặc biệt Trần Lập hẹn gặp lại tại Cung Thể thao Quần Ngựa Hà Nội. Tối 26 tháng 2, đông đảo nghệ sĩ Việt cùng hàng ngàn tín đồ yêu rock đã cháy hết mình trong từng khoảnh khắc với live show âm nhạc đặc biệt Trần Lập hẹn gặp lại tại Cung Thể thao Quần Ngựa Hà Nội. Trong suốt 4 giờ, 25 bản rock hay nhất của nhóm Bức Tường đã được tái hiện đầy máu lửa, đưa khán giả sống lại với không khí rock cuồng nhiệt ngày nào. Đêm nhạc chính là lời ước nguyện cuối cùng của ca sĩ Trần Lập dành tặng fan hâm mộ, cũng là đêm tôn vinh những cống hiến hơn 20 năm của thủ lĩnh nhóm Bức Tường. Dù đã đi xa, vị thủ lĩnh ấy vẫn sống mãi trong trái tim những người yêu rock Việt. Cộng đồng Rock Underground tại Thành phố Hồ Chí Minh cũng vừa có một đêm show diễn không quá ồn ào nhưng vẫn tràn trề năng lượng với các bạn nhạc trẻ. Với những âm thanh hỗn loạn, tự do nhưng đầy cảm xúc, nhóm Rắn Cặp Đôi khiến khán giả ngỡ ngàng khi Việt Nam cũng có thể loại noise rock hấp dẫn như vậy. Hai chàng trai trong nhóm Spring Fonse từ Bangkok lại mang đến phong cách post rock vừa sôi động vừa bay bổng, tạo nên một show diễn ấn tượng về cả chất và lượng cho các tín đồ yêu rock. Cuối tuần qua, hàng trăm khán giả đã tìm đến địa chỉ 26/6A Nguyễn Bính Khiêm, quận 1, sân khấu kịch nghệ sĩ Minh Nhí để thưởng thức vở diễn mới mang tên Bóng Ma Hồn Tốc. Vở diễn mang yếu tố ma mị kinh dị, vừa có yếu tố hài hước và tâm lý xã hội khi đề cập đến giới tính thứ ba. Đây là vở diễn đầu tiên của sân khấu Minh Nhí, đánh dấu nỗ lực bao năm qua để có được một sân khấu cho riêng mình của nam nghệ sĩ. Phần cuối của chương trình hôm nay, chúng tôi xin chuyển đến quý vị một thông tin hấp dẫn về du lịch. Bạn có sở thích ngắm bình minh không? Phóng viên Mai Hương của Toàn cảnh 24 giờ sẽ bật mí cho quý vị ngay sau đây. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng tôi đang có mặt tại Bagan. Nơi đây được mệnh danh là một trong những nơi có bình minh đẹp nhất trên thế giới. Và chính cái điều đó đã khiến cho Bagan trở thành một trong những cái địa điểm thu hút khách du lịch đến nhiều nhất tại Myanmar. Đến với cố đô Bagan, bạn sẽ được chiêm ngưỡng một trong những cảnh bình minh đẹp nhất trên thế giới. Đó là một bức tranh thiên nhiên pha trộn từ vẻ đẹp của mặt trời, sương sớm, của hàng ngàn đỉnh chùa tháp trên đồng hoang và khinh khí cầu. Bay trên khinh khí cầu là cách độc đáo nhất để ngắm bình minh ở Bagan. Du khách sẽ được ngắm toàn cảnh cố đô từ trên cao, nhưng phải trả phí khá đắt. Mỗi người tốn hơn 300 đô cho một lần bay dài khoảng 45 phút. Phần đông du khách thường chọn ngắm mặt trời mọc ở những ngôi đền cổ. Ở góc này, du khách có thể chiêm ngưỡng toàn cảnh cố đô và những chiếc khinh khí cầu bay trong ánh bình minh đầu tiên. Ba ngôi đền cổ thường được chọn nhất là Suisendo, Seyongki Pajai và Pajai Thuzu. Cái điểm ngắm bình minh này thu hút rất đông du khách từ khắp nơi trên thế giới đổ về mỗi sáng sớm. Tận mắt ngắm nhìn những đền tháp cổ thức giấc cùng ánh nắng đầu ngày sẽ là một trải nghiệm tuyệt vời và khó quên trong lòng du khách. Quý vị thân mến, đến đây thì chương trình Toàn cảnh 24 giờ sẽ được khép lại. Chúng tôi rất mong nhận được những thông tin và ý kiến đóng góp của quý vị và các bạn gửi về địa chỉ email toancanh24h@gmail.com. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Hẹn gặp lại quý vị vào lúc 18 giờ 30 phút từ thứ Hai đến thứ Bảy hàng tuần trên VTV9. Còn bây giờ thì Phụng Yến và Xuân Hiến xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.